Check in ngay, nhận quà liền tay. Tới ngay Shop Hero bốc thăm để nhận những phần quà hoàn toàn miễn phí và cơ hội giảm giá lên tới 30%. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 tại các cửa hàng của Shop Hero nha. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cả nhà chúng ta đã chuẩn bị chưa nào? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ông ơi. Chuẩn bị. Đây, con cũng nhắm rồi đây. Rồi, 3, 2, 1. Tính là ngươi, chính ngươi mới là người đang ở trong nhà của bọn ta đó. Chính là ngươi đó. Ủa gì vậy? Ủa đi nhà. Ủa từ từ nhà ai mà. Ủa nhà tôi mà, nhà màu xám của tôi mà. Còn được không? Thì kỳ á. Mật khẩu là gì? Mật khẩu là gì? Mật khẩu là gì? Mật khẩu. Mật khẩu. Ai mà biết? Ủa mật khẩu là gì? Ai mà biết trời? À đúng rồi đó con. Đúng rồi đúng rồi. Trời, con gái của mama giỏi quá trời luôn. Trời, tôi thấy chưa, tôi đã bảo rồi, con gái của mình là real mà ông cứ gọi suốt ngày cứ bảo đe con gái fake của mình thiệt tình ông. Trời ơi, tại vì từ trước giờ đâu thấy nó trong nhà đâu, tự nhiên hôm nay nó xuất hiện cho nên là tôi tưởng nó là giả. Ủa trời ơi, con gái ruột của mẹ. Con gái của ta. Ủa từ từ. Con gái, ủa là sao? Đừng nói với tôi là ủa cô này là mẹ con hả? Mama nè con. Ủa còn ông này là ông là bố tôi hả? Chứ nhẹ ta anh trai mày. Ủa dạ. Ông mày tìm gì vậy? Ủa còn em là. Còn đây thằng nhóc hàng xóm. Trời ơi mày tào lao quá. Đây. Còn em là em trai của chị hả? Đâu, ủa cái gì vậy mơ hả? Ủa tôi giờ ủa gia đình tôi có ở trong Minecraft luôn hả? Có thật luôn hả? Trời ơi trời. Ơi, con nữa. Gái lâu ngày chưa gặp gia đình bây giờ quên hết trơn rồi đúng không con gái? Trời đúng rồi. Ơi. Sao cảm giác không biết gì vậy ta? Trời trời. Nhân dịp con gái quay trở lại với gia đình chúng ta, hôm nay ba quyết định ba sẽ bắn nát Gavin Howe để ăn mừng. Ủa cái gì vậy? Cả trời là con con đi. Trời ơi. Vậy. Trời ơi, con thông cảm ba hay gọi là nổ gì á trời, ổng nói chứ ổng không làm được đâu. Trời ơi, thiệt tình. Trời ơi, ủa mà từ cho con xỉ hỏi coi gia đình mình là cái gì mà sao ai cũng có súng hết vậy? Ba mẹ cái em nhà có súng hết vậy? Từ từ. Vậy là con không biết rồi, gia đình chúng ta chính là gia đình cục súc nhất ở trong gọi là làng Hero Team. Gia đình cục súc. Ủa sao tên nghe nó lẳng phẹt vậy con nhớ cái tên. Tự là gia đình mình nhìn cầm súng tự là gia đình mafia. Gia đình của là điệp viên chứ. Để mama nói thật ra gia đình chúng ta chính là điệp viên. Trời. Hóa ra mình là xuất thần ở trong gọi là điệp viên ấy. Hiện gì mình mặc bộ đồ là mình nghi rồi, mình bộ đồ mình mặc vest đồ là mình nghi rồi, mình xuất thần trong gia đình điệp viên với mấy bạn. Trời trời quá là ngầu luôn. Đúng trời rồi. Cảm bậc điệp viên. Làm gì cũng phải có mật khẩu hết trơn á. Nãy là may là chị nói đúng mật khẩu nha, chị mà nói sai là cái súng này nó là thẳng nha trời. Trời giữ thần chứ nói sai mật khẩu mới là lên rồi là ăn gà luôn mọi người. Trời ơi trời. Đúng là con trai của gọi là mama. Thôi bây giờ để chào mừng con gái về, bây giờ mama sẽ nấu gia đình một buổi ăn thật là sạch sạng nha. Ôi trời, trời trời, lần đầu tiên được ăn bữa cơm gia đình. Ui thích quá. Chúng ta là gia đình gọi là điệp viên cho nên bất cứ cái gì cũng phải có mật mã. Mật mã của ăn cơm là gì? Ủa có hả? Trời trời. Đúng rồi. Cái gì? Con chính là giả đúng không? Trời ơi, ăn cơm mà có mật mã hả? Trời đất ơi, trời sao biết trời? Ôi trời sao không biết? Mật mã là gì? Nói nhanh. Trời mặc kệ hả? Từ mật mã ăn cơm chắc là gì ta? Ăn cơm rồi hay ăn cơm ta? Trời ơi, đói quá. Mình nghĩ là mật mã về cơm chắc phải đói. Trời ơi, ba mama hình như trả lời hơi lâu đúng không? À rồi, biết rồi, mật khẩu là gì ta? Ăn cơm, mật khẩu là ăn cơm đúng không? Mật khẩu là ăn cơm đúng không? Đúng rồi. Ủa? Trời ơi. Cái gì vậy trời, sao đúng hết vậy? Mama. Trời ơi, đứa nào đúng hết. May quá. Trời ơi trời, mấy không mình mà trả lời sai cái mình banh xác luôn mọi người ơi. Trời ơi, được ăn cơm gia đình lần đầu tiên ăn cơm gia đình chung mai rắm với mấy bạn. Trời ơi, thích quá. Rồi, gia đình mình ăn cơm nè mấy con. Rồi đây, hai người nè đó. Đây, cơm của gia đình. Cơm xương. Thích dở. Ủa gì kỳ vậy? Tôi nói với bà là hôm nay tôi muốn ăn bún đậu mắm tôm mà sao tiện bà làm cơm vậy? Trời đất ơi, không có ông ăn hết bún rồi, giờ còn cái gì đâu, thôi ăn tạm ăn cơm sườn đi mấy con. Ủa gì vậy? Trời, ủa gì vậy ba?
Ông này thì ghê, con gái về mà ông làm mẩy làm gì vậy trời. Con gái nó mặt mình kìa. Không chịu, tôi muốn ăn bún. Bà phải lấy trời cho tôi. Con gái thông cảm nha, ba hay lấy gì vậy trời. Trời ơi, lòng nũng hả? Dữ vậy trời, ba mà lớn tuổi lòng nũng. Trời ông nó ơi, ông làm nũng vậy sao con nhìn mặt được ông. Trời ơi, nó là con tôi mà. Nó là con tôi mà, chứ đâu phải là người ngoài đâu mà lo. Đúng không con? Thấy bà là dễ thương không con? Dễ thương đúng không? Thấy bà có thấy ba mình dễ thương không? Bạn có thấy ba mình dễ thương không? Bạn nào thấy ba mình dễ thương, có mình mới cho mình biết nha. Đúng rồi, ăn cơm rồi, bây giờ con đói quá trời luôn nè. Ôi, tôi nể lắm, hôm nay tôi mới ăn món này nha, chứ là tôi muốn ăn bún đậu mắm tôm cơ. Ủa quá trời luôn, giờ con ăn nha. Gì vậy? Tại sao lại? Chưa gì đã ăn rồi, để con thử đâu đã. Con chấp nhận con hy sinh cho ba ba với chị để mà thử đâu. Làm sao mà mọi người, trời ba không ơi được. Không được vậy? Con ơi, không được. Ba ba ăn trước là để ba ba thử độc trước chứ, tại gia đình chúng ta là gia đình điệp viên mà, để ba thử cho. Ủa, để con thử độc chưa? Có vẻ là ngon đấy. Không có độc đâu. Ủa gì cây da đồ. Là mày là đây rồi, tôi nấu cái khác cho mấy người đó. Trời ơi, không biết gì hả? Trời ơi, nhìn ba ngầu vậy thôi chứ ba tâm hồn mong manh dễ vỡ. Trời ơi trời, ủa ba ơi, ba làm điệp viên cho cô ấy, ba làm mong manh dễ vỡ như cung chú bóng bóng vậy ba. Trời ơi, kiểu này mấy bạn fan con nhìn mấy ba cười sao? Thằng fan cười ba sao? Trời ơi, mấy bạn fan con ấy, là cứ nghĩ con ngầu thế nào ba con cũng sẽ ngầu như điệp viên phải không? Trời ơi, ngầu lòi cắt kiểu sao ba dễ yếu đuối vậy? Trời ơi. Vậy là con sai rồi, chỉ có mẹ con ngầu thôi chứ ba là ba không có ngầu. Thôi. Rồi, cả nhà mình ăn đi nè. Trời ơi, Ôi, đừng có thử đốc. Con ăn rồi, xong rồi. Ngon, con thử đốc giùm con. Ngon đúng không? Rồi, ok rồi, con chay. Con ơi, sao em chảy nước miếng nhiều vậy? Con thử cầm con ổn, con ăn kịp ba mẹ. Trời ơi, ăn bữa cơm gia đình mà giành giật chưa cướp vậy mọi người ơi. Khiếp dễ sợ luôn à. Rồi. Ông nói à, bây giờ con gái đã về rồi, đã tới lúc rồi. Đúng vậy, đã đến lúc rồi. Ủa con gái, sao con về đây mà con không dẫn bạn trai theo ra mắt ba mẹ coi? Cái gì vậy? Trời, ông vô duyên vậy, con gái gì sao hỏi câu kỳ cục vậy, lỡ gái giận sao? Trời đất ơi. Ủa, chứ tôi thấy là nó cũng lớn rồi mà phải có bạn trai chứ. Trời đúng không? Ơi, hỏi vậy kỳ lắm. Con gái trong quá trình mà con gọi là gì ta đi xa một vùng đất mới sống thì con có gọi là một người bạn nào tốt chưa? Đó, bạn vậy hả? Trời bạn có nhiều bạn lắm, con có heo team làm bạn nè. Trời ơi, 8 thành viên heo team, trời ơi, thương lắm rồi là mẹ ơi. Trời con thích lắm luôn á. Hero team là đứa nào vậy bà? Cái gì vậy? Trời. Sao em nghe nói chị có cái anh nào hình như là người yêu trong team luôn mà sao chị không kể? Em có xem trên TV thấy người yêu. Cái gì? Người yêu á. Nè con gái. Gì vậy? Mau nói cho ba biết thằng đó tên là gì, quê quán ở đâu, bao nhiêu tuổi, cung cự giải là gì nhầm? Ở gì ta gọi gì nhỉ? Cái đó gì? Cung hoàng đạo nè. Rồi sau đó là nó thích ăn món gì nhất, nó gọi là có bệnh gì trong người không hả? Nó cái sao gì vậy? Trời cái gì mà ba hỏi giống như truy sát người ta vậy? Trời là con nói sao ba truy sát mà phong cận sao? Trời gia đình chúng ta là gia đình điệp viên mà con, cho nên chúng ta phải tìm hiểu hết mọi thứ chứ. Chưa kể ba còn phải tìm hiểu coi thằng đó nó thích màu gì, rồi nó gọi là gia đình nó như thế nào, tùm lum la, phải tìm hiểu kỹ càng chứ. Trời con biết rồi, gia đình mình màu xám đúng không? Xám xịt xinh không đó. Còn ông bạn của con á là ông kia thích màu xanh đó, xanh là xanh nước biển. Ủa, vậy không được, vậy không được. Xanh là cái gì vậy? Xanh nước biển, xanh nước biển. Không chấp nhận. Ủa gì kỳ vậy? Không chấp nhận. Thì sao? Con rể của ba là phải màu xám giống gia đình mình luôn. Trời bây giờ nè, tại con biết sao không? Gia đình chúng ta gia đình điệp viên mà, chúng ta phải màu xám, nó tối tối vậy chúng ta mới có thể ẩn thân được, hiểu không? Còn nếu như nó màu xanh, nhìn nó chói lóa vậy làm sao nó có thể làm điệp viên được? Trời đất ơi trời. Con trời ơi, nhỏ con tưởng là với bạn hợp với con ơi. Nhưng mà con là cá mập bằng cái cá heo hợp lắm luôn á. Cùng là loài cá mà ba. Trời cùng loài cá. Là cá à? Đúng rồi. Vậy là gia đình chúng ta có hai người cá luôn á ông ơi. Tôi vẫn chưa chấp nhận đâu.
Có khi nào con mời nó tới đây đi, để có gì ba nhìn nó xem coi như thế nào. Nó phải đẹp trai hơn ba mới chịu nha. Trời, ba dữ gì luôn nha. Ba mấy chục tuổi rồi, ba mấy chục tuổi rồi, ba mấy chục tuổi rồi. Bắt đầu đẹp trai, ba mấy chục tuổi rồi. À trời, ba năm nay mới có 80 chứ nhiều. Trời ơi, 80 tuổi mà đâu đẹp trai. Thôi thôi, bây giờ con gái đã về nhà, chúng ta phải thử làm một bài test chứ đúng không? Gia đình đẹp viên mà. Đúng rồi, ví dụ như là cái gì bánh súng nè, hoặc là cái gì đó nè. Đúng rồi, trời, sao suốt ngày à? Suốt ngày học hành không lo, gọi là học cái gì đó trí tuệ một tí, suốt ngày cứ đòi đánh nhau rồi bắn súng rồi tùm lum la vậy con. Đúng rồi, trai làm gì em trai? Mà không chịu bắn súng thì còn thích cái gì nữa? Chẳng lẽ thích là theo thùa không mà? À thôi, để con đi theo khăn cho. Rồi luôn á, ba cấp con ghê á. Tại sao vậy hả? Mấy cái môn mà nhảy dây nè, sau đó là chơi cầu lông đồ, cứ ba chị trời con. Trời ơi, ông ơi, đang có con gái đi. Nép vô, cất vô. Trời ơi, ba dịu hiền dữ vậy. Trời ba tôi dịu hiền vậy. Cái đấy là ba giỡn thôi, chứ ba thích bắn súng. Ba thích gọi là tiêu diệt quái vật con ơi. Không có, thích cắt hoa nữa nè. Trời đất ơi, ai biết đâu là con cứ mặc kệ ba thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc thi nha con gái. Con trai bắn súng rồi, sợ lắm. Rồi, đi thôi. Đi thôi, ông mà không tập bắn súng tôi cho gọi là cắm hoa lên đầu ông đó. Trời, tính ra ngày xưa nhà đi tôi là chuyên gọi là cắm hoa bán, còn bà. Rồi, bà lên cả nhà ơi. Lên con. Ây chà, hết sàn rồi không? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi nè, bây giờ có sao mà không có đổ sao lại. Ủa cái này mình nhiều chuyện ông vậy. Ông đánh cho tôi. Ông đánh cho tôi. Yêu đuối vậy ba. Tôi không tôi mà. Ba ơi. Đi hai cặp đi ra cái thứ tập luôn. Trời ơi, quá trời. Khổ quá trời luôn, tôi gia đình mình đây đi. Khổ quá. Ôi trời ơi, con gái ơi, cứu ba với mẹ con, quýnh ba hoài luôn. Ba yếu đuối quá. Này thì nấp sau lưng con gái này, trời ơi, tôi lấy cái bông này tôi đấm cái đầu ông luôn nè, ông nói, đứng lại cho tôi. Nè nè, để ba nói con nghe, ngày xưa nhà của ba là ba đâu phải làm điệp viên đâu, ngày xưa gia đình ba là chuyên gọi là cắm hoa đem đi bán, hiểu không? Xong rồi ba sao ba thương mã dữ vậy, ba sao ba thương mã dữ vậy, ba vẫn lấy má này vô má là làm điệp viên nè. Thì hôm đó ba lấy má con về xong ba mới đi theo làm điệp viên ấy chứ ba có biết làm điệp viên là đâu. Ba bị lừa. Gì con? Gì? Ê, em là sao em tụi tôi lừa ông hả? Ông nói gì đâu, đứng lại cho tôi coi hả? Lại tôi không? Này dám lừa nha hả? Lừa không? Tôi đánh ông cái ông rớt người trong này tên ông hả? Trời ơi, con thấy không? Mẹ con suốt ngày kiếm ba, trời ơi, làm mẹ con bậy hết. Trời đất ơi, tôi mệt quá cái gia đình này. Ba con kể xấu kìa, hay quá. Ông là bố mà ông làm như con nít 3 tuổi vậy. Trời ơi, tôi giục quá trời luôn. Thôi đi luyện tập nha ông nội. Đi, rồi, đi thôi. Nè, bây giờ hỏi nè, con gái con thấy ba dễ thương không? Có, ba dễ thương mà làm nụng nữa. Không? Dễ thương là được rồi. Ở ngoài tôi có thể ngầu nhưng đối với gia đình tôi lúc nào cũng phải dễ thương, bà hiểu không? Thôi mình đi cắm hoa nhầm. Mình đi tập bắn súng. Đúng rồi. Đi thôi. Trời đi thôi. Ôi trời ơi, bà ơi nhìn kìa cây thông Noel. Trời ơi tôi thích quá, tôi thích. Trời quá. Ơi bà ơi, cùng lên ơi, cùng lên. Ông tên lát nữa tôi lấy cái cây tôi ném vô đầu ông thông luôn mà. Tên nào? Quên. Đi ngầu. Đúng rồi. Ôi cái thông Noel gì đâu mà xấu vậy. Đúng vậy. Ok. Chào mừng con gái đến với buổi huấn luyện của gia đình điệp viên chúng ta. Trời ơi, thích dữ vậy. Ủa ba mẹ ơi, mẹ ơi, cho con hỏi câu này, con không có súng giờ sao mẹ? Không có súng. Yên tâm con gái. Đây, trước khi gọi là bắt đầu buổi luyện tập này, ta đã chuẩn bị cho con một cây súng rất là phù hợp với con luôn. Đây. Đâu mà? Wow, trời ơi, cái súng gì? Trời ơi, mọi người ơi, cái súng này nó ngầu quá trời, lúc này nhìn đẹp quá hả? Wow, súng ngắm luôn. Coi cái súng ngắm, cảm ơn mama nha. Ủa, tụi mama ơi. Tại sao cho chị hai súng to thế mà cho con cái súng phèn vậy? Trời đất ơi, con còn nhỏ nên con tập súng nhỏ thôi. Còn lúc nào con lớn như chị hai nhất là con sẽ đúng cầm một cây súng siêu bự luôn. Ủa mẹ ơi, mẹ ơi, cho con hỏi thêm câu đó được không? Được con. Ba đâu rồi? Ủa vậy con thấy bố đâu rồi á? Ba ơi. Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca em hát riêng tặng thầy. Cũng như mẹ luyện tập súng đúng không cả nhà? Ủa gì cày vậy?
À, con gái xích lô xíu nha. Dạ. Có gì vậy? Thiệt tình á, chung là mẹ cũng phải muốn tập bắn súng cho. Chúng ta phải tập bắn súng thôi. Nghiêm túc đi các con. Các con không nghiêm đúng túc như vậy. Đúng rồi. Trời đất ơi, ủa này chung làm gì vậy? Ừ? Từ nãy giờ hả? Từ nãy giờ tôi đang đứng quan sát, tôi cổ vũ cho con gái mình chứ cái gì nữa. Vậy hả? Trời ơi, đúng là ông của tôi mà. Trời ơi, tào lao quá. Ôi, bây giờ ông cũng phải cầm súng lại tập với con chứ. Đây thôi được rồi. Bây giờ ba sẽ là người trong nhà để ba làm mẫu trước cho con coi. Ủa ba con giống gì bé xíu vậy? Con nhớ súng ba to lắm mà ta. Con chạy đi 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 mama, đi theo mama. Ba cần cây súng lục này thôi là ba đã có thể đủ để gọi là trở thành một điệp viên chuyên nghiệp rồi. Ồ hay quá ta, hay quá ta. Trời trời. Không rồi, đến lúc ảnh sạch hết thì vui ha. Bây giờ con nhìn ba nè, con đứng lên trước đi, đứng trước quan sát nhìn ba nè, đứng trước con ba đây, đi. Con đây, con đứng đây nè. Trời ơi, đứng vậy là con gái bị bắn sao không? Thì kỳ ghê. Trời ơi, đứng ở bên đây nè, hiểu không? Để nhìn con cho dễ. Ok, rồi đứng đây nè, đó. Nè nha. Rồi ba nè. Rồi. 1 2 3 bắn chiêu. Bắn chiêu. Bắn chiêu. Bắn chiêu. Cái gì vậy? Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Thuận với đầu ông ta đau hả? Ba giận xiết hả? Rồi, để tôi. Đâu đây là ai? Là anh lắm. Là thật sự. Cái cây súng này dùng sao ta? Ủa cây súng này dùng sao mọi người? Ủa? Chưa có đạn á. Ê, rồi, lấy đạn rồi, ba ơi, lấy đạn rồi. Rồi, như cái này là nạp đạn đúng không? Rồi, từ từ cho ba nạp đạn thử, ok. Ôi trời ơi, giật mình, không chơi nữa, trời, cái gì ghê quá, không chơi nữa đâu, trời, giật mình. Ôi, ba đang hơi mệt xíu, con thông cảm nha, trời ba tào lao quá. Con trai, đêm nay tự nhiên chị gái liền. Con trai ơi, qua cắm hoa với ba đi, cái này nguy hiểm lắm. Giờ ba đi ra lùm con nữa, ông con thích bắn súng của con, ba yếu đuối, ba đi ra. Trời ơi, ba trong này yếu đuối hơn ba. Cái gia đình này bạo lực quá. Ồ, vậy hả? Trời ơi, đây thì bạo lắm. Trời ơi, trời ơi, ba ngầu quá. Rồi, giờ để em trai bắn nè. Ui, quay nè. Dạ, để đấy cho em trai, chị nhìn em trai mà học tập nữa nè. Đây, trời ơi, em trai bị bắn súng rồi mọi người. Con ơi, cố lên. Con ơi cố lên, con ơi cố lên, cố lên, lên cố lên. Bạn của em lên nòng gái chị bây giờ, nếu mà em bắn thì không biết con được không ta, nhưng mà thôi em ba chỉ nè. Đứng thế này nè, hiểu không? Bắn giống ba nè, mình phải bắn cái tướng ngầu lên. Bắn chiêu. Tao đi ra với tôi, đi cổ vũ đó, cái sao cổ vũ với tôi á, trời tôi nhọc quá. Con trai thể hiện cho mama liền. Wow, trời ơi ngầu quá. Wow. Trời ơi, ủa xong thay kỳ vậy? Chị thông cảm đi, lờ nó vậy mới sao giờ. Trời, thay vậy nó mới ngầu không? Chứ còn thay mình kiểu bình thường nó không ngầu vậy chị hiểu không? Ôi, em trai mình ngầu quá mọi người ơi. Trời ơi trời. Hay quá. Một phát ngầu quá. Rồi, con ba bắn sao ba? Ủa, em trai bắn đúng ngầu luôn á. Rồi, ba thi cho con thay với. Chỉ là đơn giản thôi. Dạ. Bây giờ con hãy chú ý và xem một lần duy nhất thôi nha. Dạ. Lùi. Sao lùi vậy? Wow. Cũng đơn giản thôi con. Wow, cái mẹ mạnh dữ vậy. Trời, ủa em trai mẹ mama ngầu mày luôn hả? Ủa đó là chị không biết hả? Súng của mama là nổ 1 nhưng mà là trúng 10 mục tiêu đó chị hai. Trời ơi, ma đúng ngầu luôn rồi. Trời, anh lớp với mama. Rồi, đến con. Hay quá, hay quá. Bà ơi, giờ vô cắm hoa với tôi nè. Trời ơi, tôi cắm nãy giờ được nhiều quá nè. Trời đó mà thôi, con gái thông cảm nha. Dạ. Trời ơi, ba, con hôm nay hơi gì ta, hơi mệt đó con. Trời ơi, dạ. Rất nộn chết với tôi. Ok con gái. Rồi, để con. Bây giờ, đây là lần đầu tiên bắn súng hơi bị rung. Nhưng mà không sao, vì mama là quá là ngầu. Mình chắc chắn mình sẽ ngầu như mama của mình luôn mọi người ơi. Đó, ok. Đây, nhắm súng. Ồ, cái này súng nhắm mọi người ơi, đây. Đây, mình sẽ nhắm cho thật là trúng. Ui, khó quá. Ồ, quên lạc đạn, quên. Ui. Wow. Đây, ý. Ba. Và càng tiếp nè. Bum. Wow. Ba thấy sao? Ba thấy sao? Trời đất ơi, đúng là con gái của ta.
dù lâu lắm rồi chưa lại là tập bắn súng, nhưng con bắn rất trúng mục tiêu. Đúng là trong gia đình sát thủ. Quá con gái trời ơi, trời may quá mình bắn được rồi. Trời đất ơi, trời ơi, hôm nay mình vui quá, mình đã gặp được gia đình của mình ở trong Minecraft. Trời ơi, vui dữ sợ luôn. Có mẹ nè, có ba nè, có em trai mình nè. Em trai ơi. Bằng chiêu. Trời ơi, không thể che lại cái nội nhục nhã. Thôi con gái, chào đi con, ta cũng bằng chiêu. Ok mọi người, mọi người thấy gia đình của mình có dễ thương không, đáng yêu hay là ngầu hay không? Bạn, các bạn đừng quên kênh mình vì vậy xem nhé. Còn đối mình nha, gia đình mình luôn luôn là đáng yêu trong mắt mình. Đó, ok mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã share hết link and hết clip này. Nếu thích video, đừng quên cho Sam một like, share, comment, đừng quên subscribe và tất cả thành viên hay tuần nha. Và nếu các bạn muốn Sam làm nhiều video về gia đình của Sam nữa, đừng quên kênh mình vì vậy xem biết nha. Rồi, thì gia đình cá mập Sammy tạm biệt mọi người ở clip sau nha. Hẹn lại, bye bye. Ủa còn ba ba. Alo. Alo. Nói gì vậy? Xin lỗi. Ủa.